Rồi, xin chào anh em. Thì hiện tại là mới vừa về được thêm một ít nhông sinh dĩa ít leo. Và hôm nay là những ngày đầu tháng của tháng 8 2020. Thì cái mấy ngày vừa qua thì cái đợt dịch Covid thì nó phức tạp quá. Mà cái cũng may là cái Kha ra tính ra đưa tiền giùm anh hai. cũng may á, là cái mình về kịp cái lô hàng này, chứ không là nó đóng biên một cái là thôi thua, không có hàng để mà bán cho các anh em luôn. Thì nhông sinh dĩa thì nó có nhiều loại lắm, nhưng mà cái giá gọi là tầm trung á, mà rẻ mà đẹp mà bền mà êm á, nói chung xài ngon mà giá mềm. Hay người ta nói nôm na vui vui là tiền ít mà đòi thích đồ thơm á. Thì chỉ có cái bộ này đối với mình là ok thôi, đứng cái tâm lý giữa người bán với lại người xài luôn, thấy cũng ok lắm. Khách khách bên mình mà gắn cái bộ nhôm sinh dĩa xong á, về á, xài xong rồi một khoảng thời gian mà quay qua để mà vệ sinh sơn nhôm sinh dĩa, hoặc là lâu vài tháng cho tăng sơn lần á, nói chung mình theo dõi thì thấy nó cũng rất là ok. Sơn sơn 10 ly, sơn vàng, dĩa thì là dĩa thép đen đó. Thì cái bộ nhôm dĩa vậy full bộ nó gồm bao gồm là nhông dĩa với lại một cái hộp sơn. Thì tùy theo một những cái dòng xe thì sẽ có những cái kích thước sợi sơn nó khác nhau, thì các anh em về chỉ gấp vô như zin thôi ha, không cần phải cắt gì hết, rất đơn giản luôn, rất là tiện lợi. Thì một bộ nhông sinh dĩa như vậy là nó sẽ bao gồm nhông sinh dĩa thôi, giá là nó 350 một bộ ha, hàng chính hãng leo các anh em sử dụng luôn. Bộ nó bao gồm vậy nè, một vỉ nhông dĩa nè, một sợi sơn, nó là cái xài được cho một xe rồi, giá rất là mềm đó. Hàng mới về cho mình về cũng được khoảng chừng 100 mấy bộ á đó. Thì lần này nó sẽ có là của H50 là 42 14 42 không số zin. Còn anh em nào muốn đi mà cho nó nhẹ xe chút á, đi bánh lơ bánh zin đi nhẹ xe chút, đi 14 43 ha, sơn sơn 10 ly đó là của H50. Còn H35 135 thì mình còn trong này nè, 135 rồi đây, 135 nè, 14 39 nè đó, nhông dĩa sơn nó là 118. Rồi tiếp theo mình sẽ có của chiếc Sirius đây. Sirius này là Sirius sân cơ nha, 15 36 đó có luôn. Rồi đó, còn mấy cái kia thì bên đây mình có. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có về của Honda nguyên một nhà Honda luôn, là trước tiên mình nói về sự quay đi, quay đây, quay nè, quay nhỏ nè, chung với rim luôn, siêu rim là 14 36 ha, sơn là 108 mắt đó, một hộp sơn cắt sẵn luôn, đủ về gắn thôi. Này là quay lớn nè, quay S110 nè, Future 125 nè, RSX nè, đó, quay Black nè, đó, quay Alpha 14-36 đó. Thì cái này á là nó khác với lại cái quay nhỏ, là cái lỗ này là lỗ cùi đĩa lớn, con này là lỗ cùi đĩa nhỏ nè, mọi người thấy không, lỗ nhỏ nè, đó, nó nhỏ nè, nên là nó khác nhau, quay lớn quay nhỏ nha, anh em lưu ý giúp mình. Rồi tiếp theo là của Winner với lại Sonic. Thì Winner chiếc Sonic á là 15-42 zin mình có luôn, mà đợt này là nó về thêm 15-43 nè đó. Còn Winner là đợt này là nó có 15-44 với 15-45 đó, sơn là 120 mắt đây, thì sơn 120 mắt của Winner nè đó, số 120. Rồi tiếp theo thì có của Sachia luôn, Sachia thì có 39-40 nè, Sachia nè 14T39 đó. Thì zin của nó là 38, này em là người đi 39 đó, còn em là đi bô xăng lửa hay là làm máy gì á thì cũng có thể đi 14-40 đó, 14-40 nè, sinh 118 á đó, rất là tiện lợi luôn, rất là nhiều. Rồi thì đây mình có một chiếc xe mới vừa gắn xong tức thì luôn, mình sẽ cho mọi người xem khi mà lên xe. Đây là cái sợi sơn sơn đét leo, thì ở trên sơn là nó sẽ
hình cái đầu của con sư tử nè. Đó, red leo, sư tử đỏ, sên vàng. Thì sên này là sên 10 ly. Sên 10 ly. Đó. Dễ là dễ hép đen. Xe này đi 43. Đó, do nó đi đường dài nhiều. Rồi. Phi bánh rất là mượt mà, nhẹ nhàng luôn. Đó, rất là nhẹ luôn. Ha. Đó, rất là êm mái mượt mà, 350 một bộ. Thì anh em nào ở xa thì mình sẽ gửi hàng. Còn anh em nào qua gắn luôn thì là 400, luôn tiền công 50 nữa là 400. Rồi, anh em nào cần thì có thể liên hệ với Nam qua số điện thoại là 0902348441 nha. Địa chỉ là 99-3B, đường Lê Lợi, xã Tân Thế Nhì, huyện Hóc Môn, ở Thiên Dĩa, Vết Leo. Rồi, cảm ơn mọi người.